về sự mong chờ đấng thiên sai, vì cứu tinh cho dân Israel. Với niềm tin tưởng, đấng dân chủ cho hello, chào tất cả quý vị. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham quan cái không khí Giáng sinh tại khu vực thành phố Vũng Tàu. Thì hiện nay Diệm đã đứng trước khu vực cái nhà thờ tại khu vực Rạch Dừa của Vũng Tàu, đó là giáo xứ Nam Đồng. Xin mời quý vị chúng ta cùng xem một vài hình ảnh về Giáng sinh tại thành phố biển Vũng Tàu xinh đẹp. Ở đây thì các cái đèn đường cũng được trang trí cho không khí và ánh sáng cho nó rất là đẹp và bằng đi quý vị. Đây là khu vực hang đá, ở phía trước các ngôi nhà thì họ thường làm trang trí những cái hang đá nơi mà để giới thiệu lại cái quá trình sinh ra vì Đức Chúa Giêsu. Thưa quý vị, đây là một cái hang đá tại khu vực ở nhà thờ Nam Đồng. Thì khu vực này cũng khá là nhiều những nhà dân, họ làm rất là nhiều hang đá trước nhà quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video về chủ đề Giáng sinh tại thành phố biển Vũng Tàu. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.